Tuyết Cực đành phải chấp nhận vụ cá cược này với Liễu Nhị, vậy nhưng ông tuyệt đối không đem thành phong trai ra cá cược. Niệm Băng liền mang theo thành đạo nghiền đào ra để đánh cược với viên bảo thạch thánh Diệu Châu. Cuộc tranh tài nấu ăn sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, thành chủ là người làm chứng. Tối đó, Niệm Băng đang trên đường trở về công hội thì bị Liễu Nhị tập kích đánh lén từ phía sau. Niệm Băng xuất ra băng phá vũ, hàng ngàn mũi tên băng lao tới tấn công khiến Liễu Nhị phải triệu hoán ra một tấm chắn để đón đỡ. Cả hai dùng vũ khí lao vào nhau tấn công, Liễu Nhị chỉ tung một cú đã khiến tinh thần lực của Niệm Băng gần như cạn kiệt. Sau trận chiến lần trước, cơ thể của hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn nên không thể ở đây tiếp tục dây dưa được nữa. Niệm Băng sử dụng cuốn ma pháp xuất bạo phong tuyết đẩy lùi Liễu Nhị ra xa rồi nhanh chóng bỏ chạy quay trở về công hội để trị thương và thanh trừ nguyên tố thổ ra khỏi cơ thể. Chỉ còn một vài phút nữa là cuộc tỉ thí sẽ diễn ra, vậy nhưng Niệm Băng vẫn chưa tới, khiến ai nấy cũng đều sốt ruột. Tuyết Tĩnh nhanh chóng chạy tới công hội để kiếm hắn, còn Lạc Nhu và Linh Nhi sẽ ở lại tìm cách kéo dài thêm thời gian. Phía bên kia đầu bếp của Đại Thành Hiền đã bước lên sàn đấu, Lạc Nhu nhanh trí nói. Nếu đã đến giờ thì cuộc tỉ thí vẫn cứ tiến hành như bình thường. Nếu như nửa canh giờ sau mà đầu bếp của Thanh Phong Trai vẫn chưa tới, hoặc là đã đến mà không nấu xong trong thời gian quy định, thì Thanh Phong Trai sẽ thua. Sau khi nghe ý kiến của Lạc Nhu hợp lý, thành chủ cũng tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Liệu Phong bắt đầu dùng đao chế biến món ăn, tay nghề của hắn quả thực không tầm thường. Một lúc sau, Tuyết Tĩnh chạy tới khóc lóc nói rằng đã lật tung cả công hội lên tìm và nhưng vẫn không tìm thấy Niệm Băng đâu. Liễu Nhị thấy vậy liền đắc ý, nếu món ăn đã được nấu xong mà thời gian vẫn chưa hết thì trận tỉ thí này coi như kết thúc rồi. Trong lúc mọi người đang lo lắng thì Niệm Băng bất ngờ xuất hiện, tuy nhiên thời gian còn lại để làm món ăn chỉ có nửa nén hương, vậy nhưng với hắn như thế là quá đủ rồi. Hắn dùng Ngạo Thiên Đao để sát hành, sát gừng, rồi thái thịt một cách rất điều luyện, rồi sử dụng hỏa ma pháp làm chín gà, từ băng chuyển sang hỏa để nấu món ăn một cách nhanh chóng. Thấy hắn sử dụng ma pháp hỏa để nấu ăn, Lạc Nhu cũng đoán ra được ma sát xứ, hung thủ giết chết Liệu Tam có lẽ cũng chỉ có một người. Chẳng mấy chốc mà món ăn đã gần nấu xong, Niệm Băng dặn dò Minh Nguyên, cứ cách ba hơi thở thì cho một thìa dầu vào món ăn, còn mình thì nhanh chóng vung đao thái từng nguyên liệu, tốc độ thái nhanh tới nỗi không một ai có thể đếm được là hắn đã xuất ra bao nhiêu nhát. Thời gian kết thúc, cũng là lúc hoàn thành xong món ăn, các thị nữ lần lượt bưng ra món ăn của Liệu Phong ra cho ba vị thành chủ thưởng thức. Chỉ mới ăn có một miếng mà ai cũng khen ngon, cả ba món ăn này từ sắc, hương cho tới vị đều là ba món ăn thượng phẩm xuất sắc. Kế tiếp là tới lượt món của Niệm Băng, ba món hắn làm đều là băng hỏa xung hợp ma thành. Vậy nên, hắn đã đặt tên cho ba món này cái tên chung là băng hỏa cửu trùng thiền. Món đầu tiên có tên là băng hỏa bạo hỏa kề, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy sao xuyến lòng người rồi. Da vàng bên ngoài, được nướng thơm giòn, thịt gà bên trong non mềm nhiều nước. Chỉ mới kéo nhẹ một cái là có thể rút được thịt gà ra. Mỗi lần nhai là hương thơm của lá bạc hỏa cứ theo đó mà tràn ra từng kẽ răng. Qua đó khiến người ta giống như đang chìm đắm trong đầm sen, hương thơm của thịt và hương thơm của bạc hà hòa quyện nâng đỡ lẫn nhau. Khi nấu Niệm Băng đã không nêm gia vị, bởi vì hắn cho rằng nấu ăn quan trọng nhất vẫn là nguyên chất nguyên vị. Sau khi thưởng thức xong món ăn, ba vị giám khảo đều bật khóc vì quá ngon. Món thứ hai có tên là băng hỏa huyết vũ bài, nguyên liệu chính là sườn dê cho nên nó đã được nêm gia vị một cách hoàn chỉnh. Nước sốt đậm đà nhảy mắt tràn ngập trong khoang miệng. Món ăn cuối cùng là món mà hắn tự hào nhất. Tên là băng hỏa bát cực tiên, Liệu Phong muốn tự mình nếm thử. Cho vào miệng một miếng, liền cảm thấy ngon khó cưỡng. Canh cực băng tuyết ngư mà lúc trước Lạc Nhu từng ăn cũng không ngon được như thế này. Chính Liệu Phong cũng tự miệng thừa nhận, dùng ma pháp để nấu ăn sẽ đẩy nhanh tốc độ nấu nướng. Hơn nữa còn có thể xung hợp nguyên tố ma pháp khác nhau, khiến món ăn càng thêm hoa lệ. Liệu Phong chủ động nhận thua khiến Liệu Nhị cực kỳ tức giận, đành phải giao viên ngọc ánh sáng cho nam chính. Liễu Nhị cũng đang nghi ngờ Niệm Băng chính là kẻ đã giết chết Liệu Tam, vì vậy gã ta dự định đem chuyện này bẩm báo với băng thần tháp. Tối ngày hôm sau, khi Niệm Băng đang trên đường trở về Thanh Phong Trai thì Liễu Nhị lại xuất hiện. Hắn ngỏ ý mời đều nam chính về Đại Thành Hiền uống trà ngắm trăng. Niệm Băng đương nhiên từ chối ý tốt này, đã vậy gã ta liền không khách khí nữa mà lao lên tấn công. Cả hai xông vào nhau chiến đấu kịch liệt. Niệm Băng xuất mũi tên băng vào hỏa cầu thuật tấn công. Thấy hắn có thể xuất cùng lúc cả hai loại ma pháp thì Liễu Nhị biết ngay hắn chính là ma sát sứ giết đệ đệ của mình. Gã liên tục tung chiêu dồn Niệm Băng vào thế bị động. Ma pháp chưa khôi phục hoàn toàn nên hắn chỉ còn cách bỏ chạy rồi cố gắng tung ra những đòn băng pháp cấp thấp để phòng thủ. Tấn công tầm xa không được, Niệm Băng liền đổi sang đánh cận chiến, xuất xong băng tấn công Liễu Nhị rồi dùng cuộn ma pháp dung hợp xuất ra đồng thời hai loại ma pháp khiến đối thủ trở tay không kịp. Cuối cùng, Niệm Băng dùng cuộn ma pháp cấp 6 xuất ra bạo phong tuyết. Một cơn lốc băng xuất hiện cùng hàng nghìn mũi tên băng lao xuống tấn công Liễu Nhị.
Nhân lúc Liễu Nhị đang còn bị choáng váng thì Niệm Bằng nhanh tay xuất ra băng thần chi mâu kết hợp với băng hỏa đồng nguyên, trực tiếp va chạm với đấu khí của Liễu Nhị. Vì sức công phá của hai loại ma pháp quá lớn nên Liễu Nhị đã hoàn toàn bị trọng thương nghiêm trọng. Tuy hắn không thể thi triển băng hỏa đồng nguyên một cách ổn định, vậy nhưng thi triển một cách mất khống chế thì vẫn có thể. Đó chính là lý do vì sao Liễu Nhị đã đi bầu bạn với Liễu Tam. Sáng sớm ngày hôm sau, Niệm Bằng đang tính lên xe ngựa của Linh Nhi đi nhờ tới Thanh Phong Trai thì phượng nữ xuất hiện cho biết mình đã đúc xong thanh đao rồi, hẹn Niệm Bằng ngày mai qua lò rèn lấy. Vì để cảm ơn phượng nữ nên Niệm Bằng đã mời nàng đến Thanh Phong Trai cùng thưởng thức món ăn chia tay, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng mà hắn làm đầu bếp ở Thanh Phong Trai. Đến nơi, phượng nữ được gặp tam đại mỹ nữ của Băng Tuyết Thành, tám con mắt nhìn nhau toát lửa. Nữ nhân thật là đáng sợ, phượng nữ chỉ vừa mới uống ngụm trà, còn chưa kịp trôi xuống họng thì đã phải cùng với Tuyết Tĩnh đấu khẩu. Lần trước đánh nhau chưa phân thắng bại nên lần này tỉ thí tiếp, sự đình lệ quậy banh Thanh Phong Trai này lên. May mắn mà có Linh Nhi và Lạc Nhu cản lại. Linh Nhi tính tình trầm ổn mà Lạc Nhu thì cũng muốn thăm dò phượng nữ nên lên tiếng khiêu khích, cho rằng nàng tài chính là đạo lữ của hắn. Lời này khiến cho phượng nữ giận tím người đến nỗi bóp vỡ ly trà đang cầm. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Niệm Bằng đang tính bỏ trốn thì bị Lạc Nhu gọi lại, yêu cầu phải chiêu đãi bốn người bọn họ bằng bốn món ăn khác nhau. Trong lúc không biết phải nấu món gì để chiều lòng tứ đại mỹ nữ thì tiểu đầu bếp của Thanh Phong Trai xuất hiện cứu nguy. Gã cho biết Tuyết Tĩnh thì thích ăn cay, Linh Nhi là món cá tuyết vùng cực, còn Lạc Nhu thích các món ăn làm từ thịt gà. Phượng nữ ở ngoài ngồi nói chuyện với tam đại mỹ nữ, bọn họ liên tục hỏi thăm phượng nữ như đang hỏi cùng. Vậy như một mình nàng ta cần cả ba cô nàng này cũng không thấy ngán. Sau cùng, món ăn cũng đã được đưa lên khiến cho cả bốn người đều tò mò, không biết Niệm Bằng chiêu đãi mình món gì.